Vợ chồng bà Nguyễn Thị Tuyết Nga và ông Khương Kim Tạo đã có 40 năm hạnh phúc bên nhau. Hai người con trai của ông bà Phương Trường lập gia đình và có công ăn việc làm ổn định. Sau khi nghỉ hưu trí theo chế độ của nhà nước, hai ông bà tiếp tục đóng góp cho công tác xã hội tại địa phương. Gần đây, khi nghe tin tổ dân phố số 4, nơi gia đình mình đang sinh sống, được Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Khánh chọn làm địa bàn thí điểm triển khai sáng kiến Cộng đồng hạnh phúc, hai ông bà có nhiều kỳ vọng. Cả khu phố rất là náo nhiệt, hân hoan, người nào cũng thấy, mặc dù bản thân chúng tôi cũng đã có cảm nhận được những cái hạnh phúc của gia đình mình trong gần ý chục năm sống rồi, nhưng bây giờ có những người nói đúng những cái ý tưởng, những cái mình đã làm, sau đấy thì chúng tôi lại muốn không những xây dựng cho gia đình mình hạnh phúc hơn, mà lại muốn truyền tải cả những điều này cho đến hàng xóm, đến các tổ dân phố khác. Phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình có diện tích nhỏ, chỉ hơn 1 km vuông, nhưng mật độ dân cư dày đặc với trên 21.000 nhân khẩu, chia thành 19 tổ dân phố. Với vị trí là trung tâm của trung tâm, nên việc xây dựng văn minh đô thị là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, nhân dân phường. Sáng kiến xây dựng cộng đồng hạnh phúc là bước hiện thực hóa quá trình triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình số 09 của quận ủy Ba Đình về phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Ba Đình, Hà Nội thanh lịch, văn minh, và chuyên đề số 04 của Đảng ủy phường Ngọc Khánh về phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo trên địa bàn phường Ngọc Khánh giai đoạn 2020-2025. Theo đó, sáng kiến này được Ủy ban Nhân dân phường thí điểm triển khai tại tổ dân phố số 4 trong thời gian 3 năm. Trong một năm đầu tiên, phường sẽ cùng tổ dân phố, các đơn vị đồng hành, tổ chức các buổi sinh hoạt, chia sẻ những kiến thức cơ bản về cuộc sống hôn nhân, kỹ năng nuôi dạy, làm bạn với con để từng bước xây dựng một gia đình văn minh, hạnh phúc trong xã hội hiện đại ngày nay. Với mong muốn xây dựng cộng đồng hạnh phúc thì chúng tôi tổ chức thí điểm đầu tiên ở tổ dân phố số 4 và dự kiến sẽ ra mắt vào trong tháng 10. Và sau một quý thực hiện có kết quả của tổ dân phố số 4 thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng ở một số tổ dân phố khác trên địa bàn phường Ngọc Khánh và sau đó là tiếp tục là nhân rộng ra toàn phường để tất cả các tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Khánh cùng xây dựng và đạt được cộng đồng hạnh phúc. Thời gian diễn ra các buổi tập huấn, chia sẻ kiến thức tập trung vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật của mỗi tuần. Các lứa tuổi trong cộng đồng dân cư được thụ hưởng từ sáng kiến trên cũng đa dạng, tùy vào các nội dung được tập huấn, hướng dẫn. Những bài giảng, buổi tập huấn cũng được phân hóa phù hợp với từng đối tượng như các hoạt động tăng cường thể chất, chia sẻ về sức khỏe, chia sẻ về trà, dinh dưỡng, quản lý tài chính, văn hóa đọc, thư pháp, v.v. Bên cạnh đó, nhiều kỹ năng mềm cũng sẽ được triển khai tập huấn vào các thời điểm phù hợp như bơi lội, phòng chống đuối nước vào mùa hè, phương pháp học tập hiệu quả, v.v. Tất cả các nội dung trên đều hướng đến bổ sung, hoàn thiện kiến thức sống cho các cá nhân trong cộng đồng dân cư. Sau khi qua buổi họp, con đã rút ra các kinh nghiệm về cho cuộc sống của con học tập. Là đầu tiên là con phải học hành chăm chỉ hơn và lý trí nó sẽ cao quý hơn, là học hành nghiêm túc hơn và sẽ phụ giúp gia đình, mọi người và bạn bè trong lớp con và cô giáo. Tôi rằng là cái việc này sẽ thành công. Và việc làm mà phường xác định lấy cái điểm tổ 4 của chúng tôi để mà xây dựng một cái mẫu hình để mà xây dựng cái cộng đồng văn hóa là hoàn toàn chính xác. Và hiện nay chúng tôi đã và đang thực hiện từng bước một. Và vì nói về văn hóa thì không chỉ đơn giản về vấn đề về hạnh phúc đơn thơ từ một gia đình mà nó có cả một cái cộng đồng hạnh phúc. Tế bào của xã hội là tế bào từ gia đình, cho nên vấn đề này tôi tin rằng là cái tổ 4 của chúng tôi sẽ hoàn thành được cái chương trình tốt. Bên cạnh sự vào cuộc định hướng của chính quyền địa phương, nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn phường sớm nhận thức được tác động tích cực từ mô hình trên cũng đã chung tay hỗ trợ sáng kiến này. Bà Vương Thị Bích Thủy là một nhà nghiên cứu giáo dục, lãnh đạo, có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo tại một cơ sở giáo dục chính trị cấp trung ương. Trong sáng kiến xây dựng cộng đồng hạnh phúc của phường Ngọc Khánh, bà Thủy tình nguyện là giảng viên cho các lớp dạy kỹ năng mềm và phương pháp giáo dục trẻ em cho các hộ gia đình. Chúng tôi là những người may mắn
là chúng tôi vừa là nghiên cứu, phải được gặp rất nhiều thầy cô rất là giỏi, học cả trong lẫn ngoài nước và chuyển giao. Và chúng tôi áp dụng vào trong gia đình thì chúng tôi thấy có được thành quả. Chính sự tri ân đấy mà chúng tôi cùng với cả nhóm cộng sự thì muốn được trao tặng lại điều đấy cho tổ 4 của phường Ngọc Khánh. Và cái đây là một cái lộ trình dài và không chỉ là mang tính trao đổi về lý thuyết mà thực sự là cầm tay chỉ việc. Và tôi cũng thật sự rất biết ơn chính quyền, đã đặc biệt là những người mà đã hết sức vì nhân dân và đã không quản những thời gian ngày nghỉ và thời tiết không được thuận lợi mà vẫn tổ chức những cái buổi chia sẻ ý nghĩa như thế này. Và tôi tin rằng với mỗi người dân của Việt Nam, chỉ cần là chúng ta có một cái tấm lòng tri ân với Tổ quốc và cái tình yêu thương cộng đồng thì chắc chắn những cái giá trị của tộc Việt từ ngàn xưa sẽ được khơi dậy và được chuyển giao. Tôi rất là có cơ duyên đến đây, tôi dạy một lớp âm nhạc và trước khi đến đây thì tôi cảm nhận là đây là một cái địa chỉ rất là đáng sống. Thì đến đây tôi thấy là tất cả mọi hoạt động rất là phong trào, rất là tốt và cái cuộc sống của bà con ở đây rất văn minh và lịch sự. Từ khu phố, từ những đường phố cho đến nhà văn hóa rất khang trang, đẹp đẽ. Được biết, tới quý 4 năm 2025, phường Ngọc Khánh sẽ tiếp tục triển khai tại các tổ dân phố còn lại trên toàn phường, đồng thời tổng kết, đánh giá việc thực hiện, báo cáo các cấp kết quả xây dựng cộng đồng hạnh phúc để triển khai nhân rộng ở quy mô phù hợp. Đây là mô hình mới được triển khai trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng với mục tiêu cao đẹp vì cộng đồng hạnh phúc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngọc Khánh quyết tâm đoàn kết, chung tay thực hiện thành công mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch. Chúng tôi tin rằng với sự chủ động của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của tập thể nhân dân, những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa nhân văn cao đẹp sẽ sớm được hiện thực hóa và ngày càng nhân rộng. Bởi hạnh phúc là mục tiêu cao nhất của mỗi con người. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chính quyền đô thị tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.